sự giúp đỡ Nó không hẳn là những lời khuyên Những lời răng, những lời dạy Đôi khi không hẳn là một cái hành động gì đó cụ thể Mà đôi khi chỉ cần một sự có mặt Người kia chỉ cần một năng lượng có mặt của mình Vấn đề họ có thể họ sẽ tự giải quyết lấy Họ chỉ cần mình có mặt với họ Trong một cái năng lượng bình an, yêu thương là họ cảm thấy đủ cho họ rồi đó. Vậy nên cái việc mà mình có mặt bên người thương của mình để mình làm chủ cái tâm ý của mình dù chỉ trong nửa giờ đồng hồ hay là 15 phút để nó đừng suy nghĩ tới quá khứ, đừng suy nghĩ tới tương lai, mình đừng dùng tới cái chiếc điện thoại. Mình dành trọn cái khoảng thời gian đó cho người thương của mình. Đừng nghĩ tới dự án kế hoạch gì cả. Đừng mãi mãi nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Mình ưu tiên giây phút này cho mẹ, cho cha, cho chồng, cho con, cho người thương của mình. Một cách rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Thì đấy là một món quà vô cùng quý giá luôn.